Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối chủ nhật ngày 7 tháng 10 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Diện tích sản lượng rau Lâm Đồng dẫn đầu cả nước. Phát huy vai trò mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới. Xuất bản sách giáo khoa cần cơ chế bình đẳng. Ngân hàng Thế giới cảnh báo sự hồi phục mong manh của Mỹ Latin. Cùng gặp gỡ với gương người khuyết tật ở thành phố Đà Lạt, vượt lên nghịch cảnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, rau là một trong những cây trồng chủ lực khai thác được tiềm năng ưu thế về điều kiện khí hậu đất đai của Lâm Đồng, cung cấp chủ yếu cho thị trường trong nước và xuất khẩu sang một số nước trong khu vực. Với việc áp dụng các công nghệ hiện đại vào sản xuất, đã đưa năng suất chất lượng rau của Lâm Đồng đứng đầu cả nước. Diện tích gieo trồng sâu toàn tỉnh đạt hơn 61.300 ha, sản lượng đạt hơn 2 triệu tấn. Trong đó có 960 ha sâu được sản xuất theo các tiêu chuẩn an toàn và cung cấp vào các chuỗi siêu thị lớn cũng như xuất khẩu. Đặc biệt Lâm Đồng có 20 ha diện tích thủy canh đạt thu nhập từ 1 đến 3 tỷ đồng và đang đưa vào thử nghiệm thành công sản xuất sâu khí canh. Với việc áp dụng các công nghệ hiện đại vào sản xuất đã đưa năng suất chất lượng sâu Lâm Đồng lẫn diện tích sản lượng sâu của Lâm Đồng đứng đầu cả nước. Đến nay, diện tích cây dâu toàn huyện Đạ Tẻ có trên 900 ha, sản lượng kén tầm đạt 1.000 tấn, tăng 60% so với năm 2016. Việc sản xuất dâu tầm ở Đạ Tẻ được thực hiện theo hướng tổ hợp tác dưới dạng liên kết, hợp tác xã, hình thành chuỗi giá trị cao trong sản xuất ngày càng phát triển. Trong đó, các tổ hợp tác liên kết với đơn vị thu mua, nâng cao tiêu thụ kén tầm, đạt giá thành sản phẩm kén cao hơn tư thương thu mua từ 2 đến 3 giá, cho phép người trồng dâu nuôi tầm nâng cao thu nhập. Mặt khác, nghề trồng dâu nuôi tầm tận dụng được sức lao động mọi lúc, mọi lứa tuổi lại không vất vả bằng các nghề sản xuất khác, nên thu hút mạnh mẽ người nông dân lựa chọn nghề trồng dâu nuôi tầm làm nghề sản xuất chính. Do giá kén tầm những năm gần đây được nâng cao ổn định nên tác động mạnh mẽ đến việc mở rộng diện tích trồng dâu và mở rộng quy mô nuôi kén trong cộng đồng dân cư. Để từng bước phát triển nghề trồng dâu nuôi tầm, huyện Đạ Tẻ đã triển khai dự án phát triển dâu tầm bền vững tại các xã Mỹ Đức, Quốc Oai, Đà Ban với quy mô trồng mới 10 ha, diện tích thâm canh 6 ha, cho kết quả rất khả quan, qua đó góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng của địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết 9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã có 710 doanh nghiệp được thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký là 4.461 tỷ đồng. Trong đó có 2 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng vốn đăng ký là 122,52 tỷ đồng, quy mô diện tích 3,19 ha. Số còn lại là dự án trong nước. Các dự án được thành lập mới chủ yếu đầu tư trên các lĩnh vực đầu tư xây dựng, công nghiệp chế biến, khai khoáng, chế biến nông sản, dịch vụ du lịch. So với cùng kỳ năm 2017, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 9 tháng đầu năm giảm 12% và giảm 4,3% tổng số vốn đăng ký. Nguyên nhân số doanh nghiệp thành lập mới giảm là do thời gian qua, một số doanh nghiệp còn gặp không ít khó khăn về vốn, nhu cầu về mặt bằng để sản xuất kinh doanh còn thiếu, sản phẩm làm ra khó tiếp cận thị trường tiêu thụ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp cũng như tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư dự án trên các lĩnh vực, trong thời gian tới, Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh CPI, ưu tiên các nhà đầu tư có tiềm lực mạnh về công nghệ tài chính và năng lực quản trị doanh nghiệp. Thực hiện văn bản số 8616 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung, sử dụng công nghệ lạc hậu và thực hiện các dự án sản xuất gạch đất sét không nung. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành văn bản yêu cầu các sở ban ngành thuộc tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu và thực hiện các dự án sản xuất gạch đất sét không nung trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục thực hiện nghiêm thời hạn xóa bỏ thủ công cải tiến, lò vòng sử dụng nhiên liệu hóa thạch theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại văn bản số 4377 ngày 16 tháng 7 năm 2018 về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch chấm dứt hoạt động đối với các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung bằng các lò gạch sử dụng công nghệ lạc hậu trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, chuyển đổi công nghệ tiên tiến đối với gạch đất sét nung, đảm bảo lò tuy nén sản xuất theo công nghệ tiên tiến, mức độ cơ giới hóa, tự động hóa cao, tăng năng suất lao động, giảm tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, đảm bảo các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường theo quy định, khuyến khích đầu tư xây dựng các loại vật liệu xây thay thế, không dùng nguyên liệu đất sét.
thành phố Đà Lạt phát huy tốt vai trò mặt trận Tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới. Lâm Đồng tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Xác định xây dựng nông thôn mới là sự nghiệp lâu dài của toàn đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Trong đó, mặt trận Tổ quốc các cấp đóng vai trò rất quan trọng trong công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, phát huy sức mạnh thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới, mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trạm Hành là một trong những điển hình tiêu biểu thực hiện chủ trương này. Hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, nhân dân ở thôn Trạm Hành 2, xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt đã đóng góp gần 100 triệu đồng để cải tạo xây dựng nhà văn hóa thôn với diện tích trên 100 mét vuông. Trước đó, trong năm 2017, nhân dân trong thôn cũng đã đóng góp trên 420 triệu đồng, trên 1.500 câu lao động và hiến trên 2.000 mét vuông đất trồng cà phê để cùng với nguồn vốn đầu tư của nhà nước xây dựng 3 công trình đường giao thông nông thôn được đổ bê tông xi măng, có tổng chiều dài trên 1,5 km. Nhờ đó đã tạo điều kiện cho nhân dân đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi, cũng như góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thì bản thân tôi từ ngày mà bắt đầu mà đưa máy ra để dọn mặt bằng, để chuẩn bị làm đường, thì tôi tham gia từ đóng góp ngày công, đổ đá rồi sang lắp mặt bằng. Kể như là nếu mà tính cho chi ly thì tôi tham gia cái con đường này là 2 tháng công, tức là 60 ngày á. 60 ngày bản thân tôi thì tôi đóng là lên tới 9 triệu lần. Bây giờ thì nông dân là đang chuyển đổi qua rau hoa, mà cái con đường vận chuyển nó được như thế này thì nó quá tốt. Xe tải nó ra tới nơi thì nó, cái tiền vận chuyển nó giảm xuống. Công cán thì mình phải đỡ, ngày xưa là phải dợi bằng xe máy đi lên tới trên đầu con đường này. Còn bây giờ là nó quá thuận lợi. Trong cái quá trình nhà nước có cái phong trào xây dựng nông thôn mới đó, thì bản thân gia đình tôi thấy là cũng phải cần đóng góp để có con đường khang trang đi lại cho bà con thuận tiện trong việc vận chuyển hàng hóa. Gia đình hiến khoảng 120 mét đất và thấy rất là thoải mái, gia đình rất là thoải mái để hiến, để cho có con đường tốt để bà con vận chuyển hàng hóa đi lại thuận tiện. Trong những năm qua, cùng với cả hệ thống chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trạm Hành đã phát huy vai trò tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp xây dựng các công trình nông thôn mới ở địa phương. Nhờ đó, năm 2014, xã Trạm Hành được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Và chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, ngoài công trình nâng cấp cải tạo nhà văn hóa thôn Trạm Hành 2 đang được thực hiện, còn có 5 công trình đường giao thông ở các thôn đã được đổ bê tông xi măng với tổng chiều dài trên 3 km. Tại các tuyến đường này cũng đã có các công trình điện thắp sáng đường quê do nhân dân đóng góp xây dựng. Để hoàn thành các tuyến đường trên cùng với nguồn vốn đầu tư của nhà nước, cũng nhận thấy rằng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trạm Hành và Ban công tác Mặt trận Tổ quốc các thôn đã có những biện pháp tuyên truyền vận động phù hợp, có hiệu quả, nên nhân dân đã tự nguyện đóng góp khoảng 1 tỷ đồng trên 2.000 công lao động, hiến trên 2.500 mét vuông đất để xây dựng các tuyến đường. Để góp phần mà xây dựng mà nó có một con đường dài thông suốt á, thì bà con không có đủ cái khả năng. Cho nên là hàng năm thì cứ mỗi năm là vận động bà con làm một đoạn đường và hoặc là một cái đường rẽ nào đó chẳng hạn, để cho nó ngày càng thôn sớm cũng như là nó được khang trang hơn. Cũng nhờ từ cái ngày mà nhà nước có cái quyết định là được xây dựng nông thôn mới, được cái sự hỗ trợ của nhà nước thì quan tâm, thì nhân dân bà con chúng tôi cũng nhiệt tình cố gắng đóng góp vô để đưa xây dựng nông thôn mới của thôn nhà cũng như xã nhà để ngày một đi lên. Sự đồng thuận của nhân dân thì thực tế là người thứ nhất là người cán bộ mặt trận, là trưởng ban vận động và xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, thì là phải là gần dân và hiểu dân. Đó là coi như là phải nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Coi như là để cho nhân dân là mình phải tuyên truyền cho nhân dân, là để cho nhân dân là đồng tình ủng hộ với mình. Thì coi như là cái việc tuyên truyền rộng rãi để nhân dân hiểu là cái đó tôi thấy là quan trọng nhất.
tất cả những cái con đường tôi thấy là trên cái địa bàn, đặc biệt là cái địa bàn xã Trạm Hành mà cái thôn Trạm Hành 2 đây, là như tất cả những cái đường nhánh mà xuống vườn dãy là đều được nhân dân người ta rất là nhiệt tình ủng hộ, vì là được là như là người ta hiểu được về cái chương trình mà thiết thực được nhà nước hỗ trợ về cái vật tư và nhân dân bỏ tiền công sức ra để làm đó. Rồi thêm một cái nữa là nhiều cái hộ là người ta cũng có hiến đất nữa đó, hiến đất là dù đi qua mà cái đường mà nó bị hơi cong hay là nó không được chặt thì là người dân tự nguyện là có thể là phá vài hàng cà phê để hỗ trợ để làm cho con đường nó đẹp, nó thẳng hơn. Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trạm Hành, tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân ở địa phương không chỉ tích cực đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, mà còn chấp hành tốt chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cũng như các quy định tại địa phương, thực hiện các cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia đảm bảo an ninh trật tự, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ vậy, đến nay, xã Trạm Hành chỉ còn 1 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo, trong tổng số trên 5.000 hộ dân ở 4 thôn. Xã Trạm Hành đã đạt được cái tiêu chuẩn là xã nông thôn mới. Đây là một cái niềm vinh dự và tự hào của nhân xã từ sau gần 10 năm mà thành lập xã đến nay. Hiện nay, với cái vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, thì phải nói rằng hết sức rõ ràng có hiệu quả. Sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy đối với mặt trận, rồi từ mặt trận là xuống địa bàn của ban công tác mặt trận các thôn, là đều vận động nhân dân trong các công trình nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó đặc biệt đó là những con đường đi vào khu dân cư đã không còn lầy lội vào trong những mùa mưa bão. Đối với bà con nhân dân của địa bàn của xã Trạm Hành thì thực hiện cuộc vận động, bà con nhân dân cũng rất là tâm đắc, rất là phấn khởi khi mà được đóng góp xây dựng những con đường nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, rồi xây dựng điện, đường điện, trường trạm, cũng như là việc nâng cấp để mà những cái khu nhà dân cư ngày càng xanh sạch đẹp hơn. Nhờ sự quan tâm đầu tư của nhà nước, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trạm Hành được phát huy, nên nhân dân đã tích cực tham gia cuộc vận động xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đặc biệt trong đó, người dân đã tích cực đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi xã hội của ý Đảng lòng dân, cũng như không ngừng nỗ lực vươn lên phát triển kinh tế gia đình và làm giàu cho quê hương. Cũng nhờ đó, một diện mạo nông thôn mới đã không ngừng khởi sắc trên vùng đất Trạm Hành. Chuyển sang thông tin khác, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc đầy đủ 25 quyền trẻ em theo quy định. Hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố căn cứ điều kiện cụ thể của từng địa phương, triển khai các biện pháp nhằm tạo lập cuộc sống an toàn cho trẻ em và phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, nhà trường, hướng dẫn các thành viên trong gia đình, giáo viên, học sinh những kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, học đường, thực hiện trách nhiệm phát hiện, thông báo, tố giác hành vi bạo lực xâm hại trẻ em. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân cấp xã bố trí người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã trong số các công chức cấp xã hoặc người lao động không chuyên trách thuộc quyền quản lý, chú trọng tập huấn nâng cao năng lực thực thi pháp luật, kỹ năng cho cán bộ làm công tác trẻ em, bố trí nguồn lực đảm bảo cho công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nông trại công nghệ cao kết hợp du lịch canh nông tại huyện Lạc Dương cho công ty trách nhiệm hữu hạn nông trại du lịch canh nông Kiến Huy với công suất chế biến 5.000 tấn nông sản và đón 2.000 lượt khách du lịch mỗi năm. Mục tiêu của dự án là xây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao, chuyên sản xuất các loại rau củ quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sản xuất nông nghiệp hữu cơ organic, đồng thời kết hợp xây dựng mô hình du lịch canh nông phục vụ du khách khi đến với huyện Lạc Dương. Dự án được đầu tư với tổng nguồn vốn 68 tỷ trên diện tích gần 91.400 m² tại thôn Đà Đung 2, xã Đà Sa, huyện Lạc Dương với hai khu chức năng. Mỗi khu chức năng có diện tích hơn 25.500 m² và gần 65.900 m². Trong đó gồm 44.400 m² diện tích đất sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, 12.000 m² ao hồ nuôi cá tầm, cá chép, 2.000 m² nhà xưởng chế biến nông sản, phòng cấy mô, 2.000 m² khu trải nghiệm, văn phòng tiếp đón khách tham quan. Theo kế hoạch, dự án đầu tư nông trại du lịch canh nông Kiến Huy sẽ được triển khai xây dựng từ nay đến năm 2020 để đưa vào hoạt động nhằm phục vụ du khách gần xa.
Nhằm tạo điều kiện cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, từ đầu năm đến nay, huyện Đạ Oai đã hỗ trợ cho trên 235 hộ vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư phát triển sản xuất chăn nuôi với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng. Trong đó, cho hộ nghèo vay 2,5 tỷ đồng, hộ cận nghèo vay 2 tỷ đồng, hộ thoát nghèo vay 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành chức năng địa phương phối hợp với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động cơ sở mây tre đan trên địa bàn, đưa nguyên liệu về các xã thị trấn để cho các hộ đang gia công giải quyết việc làm, tăng thu nhập cũng như giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Ngoài ra, các xã đã giao khoán cho 550 hộ dân tộc thiểu số tham gia quản lý bảo vệ rừng để giải quyết việc làm, tăng thu nhập. Thông qua các chính sách hỗ trợ này đã giúp các hộ gia đình, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số ở Đạ Oai, nâng cao hiệu quả kinh tế, ổn định cuộc sống, giảm nghèo, bền vững. Tiếp tục chương trình là một số tin vắn trên các lĩnh vực. Khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc có diện tích 183 ha, trong đó có 130 ha đất công nghiệp. Hiện đã có 22 hạng mục hạ tầng được đầu tư hoàn thành. Các hạng mục còn triển khai như xây dựng một số nhánh tuyến đường nội bộ, giải phóng mặt bằng điện chiếu sáng và cổng khu công nghiệp. Tuy hạ tầng khu công nghiệp Lộc Sơn đã cơ bản hoàn chỉnh với hệ thống giao thông mương thoát nước, xử lý nước thải, nhưng vẫn cần nguồn vốn khoảng 70 tỷ đồng nữa để đền bù 17 ha còn lại và nâng cấp các tuyến đường giao thông trong khu công nghiệp do tải trọng các xe ngày càng lớn. Nguồn vốn này dự kiến đến năm 2020 mới có khả năng bố trí được. Theo kết quả tổng kết phong trào thi đua xanh sạch đẹp thông minh phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2018 của cụm các đô thị Tây Nguyên. Năm 2018, thành phố Đà Lạt với vai trò là cụm trưởng đã dẫn đầu điểm số về các tiêu chí như tăng diện tích cây xanh của thành phố hàng năm, tăng tỷ lệ thu gom rác, chỉnh trang hạ tầng đô thị, vỉa hè, đường ngõ xóm, công viên, vườn hoa, xây dựng thói quen không vứt rác ra đường và nơi công cộng, tăng tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải, v.v. Theo đó, thành phố Đà Lạt số điểm 97 trên 100 theo thang điểm quy định của Hiệp hội các đô thị Việt Nam. Địa phương có số điểm thấp nhất là thị xã Azunba thuộc tỉnh Gia Lai. Cụm các đô thị Tây Nguyên là một trong 8 cụm đô thị trong cả nước, gồm 9 thành phố và thị xã là thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng, thành phố Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk, thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, thành phố Kon Tum tỉnh Kon Tum, thị xã Gia Nghĩa tỉnh Đắk Nông, thị xã Buôn Hồ tỉnh Đắk Lắk, thị xã An Khê và thị xã Azunba thuộc tỉnh Gia Lai. Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, rèn luyện tại các trường học trên địa bàn, mới đây huyện Lâm Hà đã ban hành kế hoạch xây dựng các trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2020. Theo đó, mục tiêu đến năm 2019, toàn huyện có 3 trên 5 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 60% trong tổng số 86 trường từ bậc mầm non đến trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở vật chất dự kiến khoảng 25 tỷ đồng, trong đó tập trung tại các trường Trung học phổ thông Lâm Hà, Trung học phổ thông Thăng Long, Trung học phổ thông Tân Hà. Riêng trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, đến tháng 9 năm 2018, đã cơ bản hoàn tất các tiêu chuẩn để chờ công nhận đạt chuẩn quốc gia. Ngoài ra, các trường trung học phổ thông còn tăng cường công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng cán bộ, tham mưu cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và hỗ trợ trang thiết bị dạy học. 9 tháng đầu năm 2018, cơ quan chức năng và các đơn vị chủ rừng huyện Đức Trọng đã phát hiện 46 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp với diện tích gần 83.000 m2. Trong đó tái lấn chiếm 4 vụ, khai thác đất lâm nghiệp 2 vụ, san gạt đất lâm nghiệp 8 vụ, lấn chiếm trái phép 32 vụ. Kết quả xử lý 8 vụ với số tiền xử phạt 32 triệu đồng. Song song đó, các ngành chủ rừng và ban lâm nghiệp các xã tổ chức giải tỏa gần 30 ha cây trồng và kiến trúc trái phép trên đất rừng, đồng thời tiến hành trồng lại rừng trên đất lấn chiếm và giao cho các đơn vị liên quan và tổ nhận khoán quản lý bảo vệ. Được biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn Đức Trọng đã xảy ra 80 vụ vi phạm luật bảo vệ phát triển rừng, tăng 7 vụ so với cùng kỳ. Thông tin trên lĩnh vực an toàn giao thông. Vào lúc 14 giờ chiều ngày hôm qua 6 tháng 10, tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng, phường 2, thành phố Đà Lạt, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một người đàn ông bị chấn thương nặng. Theo một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, xe ô tô mang biển kiểm soát 51A33870 do một người đàn ông quốc tịch Mỹ điều khiển lưu thông từ ngã năm Đại học theo hướng Đinh Tiên Hoàng ra bờ hồ Xuân Hương thì va chạm với xe gắn máy mang biển kiểm soát 49N41134 do ông Ngô Quang Tích, sinh năm 1942 ở Vạn Hành, phường 8, thành phố Đà Lạt, điều khiển chạy cùng chiều. Vụ tai nạn nói trên đã khiến ông Tích bị chấn thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng Công an thành phố Đà Lạt nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc. Những nội dung đáng chú ý phần tin trong nước và quốc tế. Xuất bản sách giáo khoa cần cơ chế bình đẳng vì rủi ro cao. Ngân hàng Thế giới cảnh báo sự hồi phục mong manh của Mỹ Latin. Bên cạnh việc chấn chỉnh hoạt động khai thác tránh thất thoát tài nguyên, trong những năm qua, công tác bảo vệ môi trường tại các khu vực khai thác và chế biến luôn là một nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam. Việc tăng cường nguồn lực tài chính cho công tác xử lý chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình khai thác và sử dụng khoáng sản cũng được tập đoàn đầu tư mạnh mẽ. Công trình bãi thải, hồ chứa quặng đuôi tại chi nhánh mỏ Tuyền Đồng Sinh Quyền Lào Cai có dung tích 12,23 triệu mét khối. Với diện tích trên 360.000 m2, hồ có thể chứa xấp xỉ 7,5 triệu mét khối quặng đuôi và bùn thải. Đây là một trong những công trình nhận được đánh giá cao của các tổ chức môi trường và được duyệt báo cáo tác động môi trường ngay từ thời điểm bước vào hoạt động cách đây gần 10 năm. Toàn bộ cái nước ở bãi thải quặng đuôi này sẽ được bơm tuần hoàn quay về nhà máy, sử dụng lại cho quá trình tuyển tiếp theo, tức là ở đây không có việc thải ra ngoài. Thế thì ở đây chúng tôi cũng đang với cái thời gian tới thì áp dụng nhiều cái công nghệ vào đưa tự động hóa nhiều hơn trong các khâu sản xuất để nâng cao năng suất, giảm sức lao động ở cái nhà máy này. Nếu hồ thải quặng đuôi mang lại những hiệu quả tích cực cho công tác bảo vệ môi trường ngay từ những khâu đầu sàng tuyển, thì các hệ thống quan trắc và xử lý chất thải trong quá trình chế biến lại là một điểm nhấn. Tại chi nhánh luyện đồng Lào Cai, các hệ thống quan trắc online đã được áp dụng và triển khai trong các hoạt động sản xuất từ nhiều năm qua. Cái thứ nhất là cái về cái tính chính xác cao, cứ 5 phút thì là gửi các cái thông số về Sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh Lào Cai. Khi sản xuất cũng như khi dừng hệ thống thì bọn tôi đảm bảo được tất cả các cái thông số của cái quy định của nhà nước ban hành. Với định hướng phát triển ngành bền vững, những năm qua, các đơn vị trực thuộc TKV luôn đẩy mạnh công tác cải tạo, phục hồi môi trường, phải bảo đảm đưa môi trường, hệ sinh thái khu vực khai thác khoáng sản và khu vực bị ảnh hưởng của hoạt động khai thác. Đẩy mạnh rà soát các quy định về ký quỹ phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản theo hướng quy định cụ thể về định mức trong công tác cải tạo phục hồi môi trường. Về cái bảo vệ môi trường trong lĩnh vực khai thác mỏ ấy, thì khai thác mỏ nó gắn liền với lại lòng đất, cho nên cái diện thường nó rộng, cho nên là diện rộng nên là chúng tôi phải căng mình ra để giải quyết tất cả những mặt từ quan hệ với cộng đồng rồi để sông suối rồi để rừng, tất cả những việc đấy đều phải hài hòa. Ví dụ như là gần đây đấy là Bộ Tài nguyên Môi trường có quy định mới về quan trắc cái khí thải bằng tự động ấy, thì chúng tôi đã là một trong những đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã lắp đặt hoàn chỉnh cái hệ thống quan trắc khí thải tự động ở nhà máy luyện đồng đến thời điểm này. Việc phát triển ngành công nghiệp khai khoáng gắn liền với bảo vệ môi trường luôn là một trong những định hướng trọng tâm của TKV trong thời gian qua. Bên cạnh đó, việc hạn chế tổn thất tài nguyên và tác động tiêu cực đến môi trường, tăng cường nguồn lực tài chính cho công tác xử lý chất ô nhiễm phát sinh trong quá trình khai thác và sử dụng khoáng sản cũng đã được tập đoàn đầu tư mạnh mẽ. Số giờ khai thuế hiện đã giảm khoảng 75% so với thời điểm trước năm 2015. Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế xếp ở mức thấp nhất trong 8 nhóm thủ tục hành chính quan trọng đối với doanh nghiệp. Đây là kết quả của việc ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Khai, nộp, hoàn thuế. Doanh nghiệp này đều có thể thực hiện thông qua hệ thống Internet mà không cần phải đến trực tiếp cơ quan thuế. Chi phí về thời gian cũng như chi phí trực tiếp dành cho các thủ tục tuân thủ thuế đã giảm đi đáng kể. Cái việc mà xuất hóa đơn điện tử cũng như là cái việc thanh toán qua cái hình thức điện tử thì nó hết sức thuận lợi. Và cái này nó giúp cho doanh nghiệp giảm được các cái chi phí về việc in ấn hóa đơn, về việc giao dịch, thời gian bây giờ nó ngắn hơn giữa các cái đối tác cũng như là với doanh nghiệp chúng tôi. Là đơn vị có số thu chiếm tới 20% tổng số thu ngân sách của cả nước, Cục Thuế Hà Nội hiện đang quản trị vận hành gần 30 ứng dụng liên quan đến công tác quản lý thuế, trong đó có 6 ứng dụng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp như khai, nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử, hỗ trợ kê khai và nộp thuế đối với người cho thuê nhà, nộp thuế trước bạ. Cục Thuế thành phố Hà Nội đã rất là tích cực triển khai các ứng dụng công nghệ vào trong cái quản lý thuế, và đặc biệt là cái điều kiện là hiện tại thì cái cách mạng công nghiệp 4.0 đang là một cái điều kiện rất thuận lợi cho chúng tôi, và chúng tôi thì
cũng sẽ tận dụng cái cơ hội này để tiếp tục triển khai một cách nó thật là bài bản và đáp ứng tốt nhất cái công việc quản lý thuế trên địa bàn. Trong thời gian tới, ngành thuế sẽ có nhiều thuận lợi hơn khi Bộ Tài chính cũng đang gấp rút hoàn thiện cổng dịch vụ công trực tuyến. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan thuế với các bộ, ngành liên quan theo đó cũng hiệu quả hơn. Tổ chức hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính trên nền tảng của công nghệ dữ liệu lớn, đảm bảo cái sự kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin giữa Bộ Tài chính với các bộ ngành khác, cũng như là tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong cái việc mà tiếp cận thông tin với lại ngành tài chính. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để điện tử hóa các dịch vụ là yếu tố căn bản để tạo nên những đột phá trong cải cách thủ tục hành chính. Mục tiêu hướng đến của ngành thuế là ngày càng tạo thuận lợi, cũng như tiết kiệm thời gian, chi phí nhiều hơn cho người dân và doanh nghiệp. Một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa là một chủ trương mở giúp cải thiện chất lượng sách giáo khoa. Tuy nhiên, việc tham gia của các nhà xuất bản, chuyên gia và các tác giả lại khá dè dặt. Bởi việc đầu tư lớn nhưng rủi ro cao do phải cạnh tranh với bộ sách của Bộ Giáo dục. Trong tổng số 60 nhà xuất bản trong cả nước, hiện chỉ có 5 nhà xuất bản được cấp phép tham gia xuất bản sách giáo khoa. Là một đơn vị có thế mạnh trong việc tham gia xuất bản sách truyện và giáo trình đã nhiều năm, tuy nhiên Alpha Book vẫn đang cân nhắc có nên tham gia vào thị trường sách giáo khoa hay không. Chúng tôi cũng thấy là một bài toán tài chính là rất là lớn. Từ cái việc đầu tư nội dung như thế nào, thẩm định như thế nào, qua một thời gian rất là dài, cộng với một cái việc đầu tư về số lượng về in ấn, về chất lượng về in ấn rất nhiều. Cho nên đó là một cái bài toán về tài chính rất lớn. Và cũng là lý do mà rất nhiều nhà xuất bản hay là kể cả công ty xuất bản vẫn còn đang chần chừ trong việc tham gia này. Không chỉ các nhà xuất bản mà các chuyên gia cũng băn khoăn khi tham gia xuất bản sách giáo khoa. Là người được mời góp ý cho chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo và cũng đã xuất bản nhiều cuốn sách, theo tiến sĩ Vũ Thu Hương, rủi ro khi tham gia viết sách giáo khoa hiện nay với nhiều tác giả là khá lớn nên sẽ không tham gia. Bản thân chúng tôi khi đã có khả năng viết sách thì chúng tôi có khả năng kiếm tiền bằng rất là nhiều nghề khác nhau và rất là nhiều con đường khác nhau. Viết sách giáo khoa vừa không mang lại kinh tế, vừa có thể gây hại cho chính danh tiếng của mình, vừa có thể là khiến cho chúng tôi mất hết niềm tin về nghề nghiệp. Thì đấy chính là lý do mà bản thân chúng tôi không mặn mà với sách giáo khoa. Nhiều ý kiến cho rằng trong sân chơi này, các nhà xuất bản khác khó cạnh tranh với nhà xuất bản giáo dục. Bởi lý do đơn giản, nhà xuất bản giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục. Hơn nữa, đơn vị này độc quyền quá lâu, vì vậy tiềm lực về kinh tế, đội ngũ chuyên gia rất mạnh. Từ đó dẫn đến việc nhà xuất bản này sẽ nắm ưu thế hơn hẳn trong cuộc cạnh tranh này. Cho dù bây giờ nói là cho được cạnh tranh, nhưng mà các nhà xuất bản khác người ta cũng không dám vào cuộc, bởi vì người ta thấy là mình là con thiên hạ, còn nhà xuất bản là mới là con đẻ của Bộ Giáo dục Đào tạo, thì Bộ Giáo dục phải ưu ái cho cái gọi là nhiệm vụ chính trị ấy chứ. Nên tổ chức thực hiện những cái hoạt động mà đánh giá thẩm định để tuyển chọn những sách giáo khoa chuẩn, hoặc là có một bộ sách giáo khoa thứ hai cũng được trên cơ sở là hỗ trợ của Bộ Giáo dục, chứ không nên để cho sợ hoàn toàn. Hoặc là chúng ta nên tổ chức đấu giá, đấu thầu để thực hiện một bộ sách giáo khoa quốc gia. Để xuất bản một bộ sách giáo khoa không đơn giản, phải chuẩn từ khái niệm, chương trình, phải có tiềm lực kinh tế để in ấn, mời đội ngũ tác giả có uy tín tham gia và quan trọng phải có thị trường. Bộ Giáo dục tham gia biên soạn, xuất bản một bộ sách giáo khoa rõ ràng khiến cuộc cạnh tranh thị phần phát hành khó có thể công bằng. Chưa bàn đến chất lượng thế nào, thế nhưng các nhà trường, phụ huynh học sinh đã quen dùng sản phẩm của bộ để đảm bảo tiêu chuẩn bộ đặt ra. Liệu họ có lựa chọn một bộ sách giáo khoa khác? Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk tuyên bố có khả năng đạt được một thỏa thuận về vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU, hay còn gọi là Brexit, vào cuối năm 2018. Phát biểu bên lề một hội nghị tại Krakow, Ba Lan, ông Donald Tusk nêu rõ EU sẽ cố gắng giải quyết vấn đề này trong tháng 10 và có khả năng sẽ đạt được một thỏa thuận vào cuối năm nay. Chủ tịch Donald Tusk cũng cho biết ông lạc quan trước khả năng Brussels và London sẽ đạt được nhất trí cả về các điều khoản ly hôn cũng như mối quan hệ tương lai giữa hai bên. Quan chức này bày tỏ hy vọng cả Anh và EU đều có thể tránh được những tổn thất quá lớn. Trong khi đó, cùng ngày, trả lời phỏng vấn báo chí Áo, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cũng bày tỏ tin tưởng rằng EU sẽ đạt được thỏa thuận Brexit với Anh vào tháng 11 nếu như không làm được điều này vào tháng 10.
Các tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh cả Anh và EU đều đang cố gắng tiến tới một thỏa thuận ly hôn, cũng như một thỏa thuận về quan hệ tương lai hậu Brexit trong thời gian diễn ra các hội nghị thượng đỉnh EU vào giữa tháng 10 và tháng 11 tới. Ngân hàng Thế giới WB đã cảnh báo về sự hồi phục mong manh của các nền kinh tế Mỹ Latin và Caribe sau những năm khó khăn, đồng thời kêu gọi các nước trong khu vực phát triển khả năng kháng cự để đối mặt với những thách thức trong tương lai, đặc biệt là khu vực Nam Mỹ. Trong báo cáo về tình hình kinh tế khu vực Mỹ Latin trong nửa đầu năm 2018, Ngân hàng Thế giới cho rằng đã có những trắc trở trên con đường hồi phục nền kinh tế ở Mỹ Latin và vì vậy cần phải cải thiện sự bù đắp và quản lý nguy cơ và những tác động tiêu cực khác từ những biến động tài chính cho tới thiên tai. Báo cáo nhấn mạnh tình hình về cơ bản vẫn đáng lo ngại do sự suy giảm của các đồng tiền nội tệ tại phần lớn các thị trường mới nổi chính trong khu vực. Ngoài ra, Mỹ Latin cũng chịu sự tác động của việc bình thường hóa chính sách tiền tệ tại Mỹ dẫn tới sự đảo chiều mạnh mẽ của dòng vốn. Theo Ngân hàng Thế giới, nguồn vốn ròng vào khu vực này đã giảm từ mức cao nhất là 49,6 tỷ đô la Mỹ hồi tháng 1 xuống còn 18,8 tỷ đô la Mỹ vào tháng 8 vừa qua. Một thách thức lớn nữa là tình hình tài chính bấp bênh khi tình trạng nợ công đã vượt qua 60% tổng sản phẩm quốc nội của khu vực nói chung, trong đó 6 quốc gia có tỷ lệ nợ công trên 80%. Trong bối cảnh đó, Mỹ Latin không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tăng tốc độ điều chỉnh tài chính để đảm bảo tính ổn định của các khoản nợ trong ngắn hạn và trung hạn. Tại Bangladesh, trẻ em ở các vùng lũ thường phải bỏ học giữa chừng vì xung quanh nơi ở và cả các trường học luôn ngập trong nước. Tuy nhiên, mô hình trường học nổi ra đời đã giúp các em nhỏ hiện thực hóa được ước mơ đến trường như bao trẻ em khác trên thế giới. Đây là những lớp học như bao lớp học khác, cũng có bàn ghế, phấn bảng, thầy cô giáo và các em học sinh. Thế nhưng ngôi trường này không được xây dựng trên nền đất mà nổi lênh đênh trên bề mặt nước tại một bờ kênh của Bangladesh. Suốt thời gian qua, lũ lụt liên miên khiến cho hàng triệu người tại đây bị ảnh hưởng nặng nề, cuộc sống xáo trộn, đặc biệt là các em nhỏ không thể băng lũ đến trường. Nếu như trẻ em không thể đến trường vì thiếu các phương tiện đi lại và do điều kiện khó khăn, thì trường học sẽ tìm đến các em. Điều đó thúc đẩy tôi chế tạo những con thuyền có lớp học, có sân chơi, có cả thư viện cho các em. Đây là một mô hình tuyệt vời dành cho những em bé kém may mắn. Những nụ cười ánh lên niềm vui và hạnh phúc, cùng hy vọng khi các em được vui chơi, học tập lành mạnh, chính là thành công của những con thuyền trường học này. Em thích đi học lắm, nhưng nhiều năm nay, xung quanh nhà em lúc nào cũng có nước, em phải ở nhà. Con thuyền tri thức sẽ đến đón các em nhỏ trước khi vào lớp, và sau mỗi ngày được học tập vui chơi, các em lại được trở về nhà an toàn. Trường học nổi đã giúp tôi bớt được nỗi lo các con nhỏ phải bỏ học. Không gì hạnh phúc hơn khi tương lai của thế hệ măng non được quan tâm tới vậy. Không riêng gì Bangladesh mà rất nhiều quốc gia khác cũng đang phải sống chung với lũ, làm bạn với thiên tai và chính trẻ em là những người luôn phải chịu thiệt thòi nhất. Những con thuyền tri thức vô cùng sáng tạo và nhân văn này sẽ được nhân rộng ở nhiều nơi để xóa đi khoảng cách này. Việc tìm kiếm các chất kích thích trong thể thao hay còn gọi là doping không phải là việc dễ làm và chó nghiệp vụ được xem là một biện pháp mới giúp các cơ quan chức năng của Thụy Điển phát hiện những vận động viên mang theo hoặc sử dụng chất kích thích trong hoạt động thể thao. Trong nhà thi đấu khúc côn cầu ở miền Bắc Stockholm, Thụy Điển, chó nghiệp vụ Molly đang bận rộn tìm kiếm những chất cấm trong phòng thay đồ của các vận động viên. Đây là một trong những buổi huấn luyện đặc biệt dành cho Molly. Molly thuộc giống chó chuyên tìm kiếm vì nó có mũi rất thính. Nó được đào tạo giống chó nghiệp vụ hải quan tìm ma túy, nhưng thay vào đó Molly được đào tạo để tìm doping. Theo Liên đoàn Thể thao Thụy Điển, Molly là chó nghiệp vụ chống doping đầu tiên trên thế giới, đã được giới thiệu như một biện pháp phòng chống nạn sử dụng chất kích thích trong thể thao từ năm ngoái. Thật thú vị vì Molly là con chó chống doping đầu tiên trên thế giới, chỉ được đào tạo để tìm các chất doping. Chúng tôi cùng Molly sẽ tìm kiếm tại các phòng thay đồ, khu vực huấn luyện thể chất và thậm chí cả thùng rác nơi chất đã bị vứt đi. Tháng 7 vừa rồi, đội phòng chống doping cùng cô chó nghiệp vụ Molly đã tham gia tìm kiếm các chất cấm tại các cuộc thi từ điền kinh đến bơi lội tại tuần lễ giải vô địch thể thao Thụy Điển. Chó Molly có thể phát hiện chất steroid, testosterone và rất nhiều chất khác nữa. Nó cũng có thể phát hiện các chất ở dạng bột, dạng nén và thậm chí cả dạng con nhộng lỏng và các ống kín chứa chất lỏng. Tôi cho rằng đây là một biện pháp phòng chống doping rất tích cực vì Molly rất thân thiện và nhiệt tình trong công việc của mình.
cơ quan phòng chống doping hy vọng nhiều chú chó khác sẽ được huấn luyện như Molly như một biện pháp hỗ trợ tích cực con người trong việc đẩy lùi vấn nạn sử dụng doping trong thể thao. Đầu năm nay, Tổ chức Phòng chống doping của Anh cho biết họ cũng đang xem xét việc sử dụng chó tại các sự kiện thể thao. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, cùng gặp gỡ chị Hoàng Vi Hà Phương ở phường 9 thành phố Đà Lạt, gương người khuyết tật vượt lên chính mình. Thưa quý vị và các bạn, dù thiếu may mắn so với nhiều người, nhưng chị Hoàng Vi Hà Phương, trú tại 58-6, đường Trạng Trình, phường 9 thành phố Đà Lạt, đã chiến thắng được bản thân để trở thành người có ích cho gia đình, cho xã hội, giành nhiều thành tích cho thể thao khuyết tật tỉnh Lâm Đồng. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ tấm gương điển hình này qua phóng sự sau. Hơn 2 năm qua, chị Hoàng Vi Hà Phương, trú tại 58-6 đường Tràng Trình, phường 9, thành phố Đà Lạt, đã giành được 5 huy chương vàng và 1 huy chương bạc môn xe lăn dành cho người khuyết tật tại các hội thao người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng và thành phố Đà Lạt. Đó được coi là thành tích niềm mơ ước đối với nhiều người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Lạt nói riêng cũng như toàn tỉnh Lâm Đồng nói chung. Nhưng ít ai biết được rằng để có được thành công đó, chị Hà Phương đã không ngừng nỗ lực vượt lên chính mình. Bởi trước đó sau một tai nạn bất ngờ, chị đã phải nằm liệt một chỗ. Mọi sinh hoạt phải nhờ sự hỗ trợ của người thân. Về bị tai nạn thì em rất buồn và suy sụp. Lúc đó là cứ phụ thuộc gia đình, cái gì cũng phụ thuộc hết nên không có làm được cái gì hết. Nên cảm thấy buồn chán lúc ở nhà là không có muốn sống nữa. Lúc mà mới bị. Lúc đầu thì tôi nghĩ là tôi sẽ không có làm được những cái việc không có thể vượt qua được, sẽ không có tự làm được những cái việc bình thường ở trong gia nhà. Nhưng mình có con thì mình nghĩ tới như vậy thì mình phải cố gắng để vượt qua và tìm kiếm những công việc để mà trang trải cho cuộc sống và tham gia những hoạt động ở trong hội. Phải cố gắng để mà lo cho cuộc sống, để lo cho các con. Bất hạnh ập đến là vậy, nhưng không phó mặc cho số phận, Hà Phương đã cố gắng vượt qua để làm chỗ dựa vững chắc cho hai con nhỏ. Nhờ sự động viên của gia đình cùng với sự nỗ lực của bản thân, chị đã cố gắng tập luyện cơ chân, tay. Nhờ sự khổ luyện liên tục, chị Hà Phương đã tự ngồi trên chiếc xe lăn để di chuyển và tự làm được những công việc mình mong muốn. Không chỉ cố gắng lao động kiếm tiền đảm bảo cuộc sống của ba mẹ con, hơn 2 năm qua, chị Hà Phương còn tích cực tham gia tập luyện xe lăn cùng với các vận động viên môn đua xe lăn của Hội người khuyết tật thành phố Đà Lạt. Không chỉ rèn luyện sức khỏe, chị Hà Phương còn mạnh dạn tham gia các giải thể dục thể thao dành cho người khuyết tật do thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Tuy gia cảnh còn rất nhiều khó khăn, mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ, nhưng chị Hà Phương vẫn dành nhiều tâm huyết cho công tác từ thiện xã hội. Chị cùng Hội người khuyết tật thành phố Đà Lạt đã tham gia quyên góp được trên 1,2 tỷ đồng ủng hộ cho gần 60 người bạn cùng chung cảnh ngộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố. Tức là chị Huỳnh Vi Hà Phương đấy là hội viên trong Hội người khuyết tật thành phố Đà Lạt chúng tôi. Những cái ngày mà đầu mà chị mới bị tai nạn ấy, thì chị vô cùng là buồn chán, cảm tưởng như là rơi xuống vực sâu. Từ một cái người nằm liệt mà phụ thuộc mặc cảm không muốn ra ngoài, thế bây giờ ra ngoài tự lo được cho mình, bây giờ lại thi thể thao lại được 5 cái huy chương vàng, 1 cái huy chương bạc về môn xe lăn xe nắp. Những cái với những cái hương của chị thì thật sự là rất ít có, hiếm có và những người như thế. Khi màn đêm buông xuống, sau những lo toan thường nhật, chị Hà Phương lại cùng với những thành viên trong đội đua xe lăn của Hội người khuyết tật thành phố Đà Lạt mãi miết luyện tập để chuẩn bị tham gia các giải thể thao dành cho người khuyết tật do thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng tổ chức vào tháng 11 sắp tới. Mong muốn của chị không chỉ là tiếp tục đạt được những thành công mới trên lĩnh vực thể thao, mà đây còn là sự khẳng định nghị lực vượt khó của một người khuyết tật với khát khao chiến thắng nghịch cảnh để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.